Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì hàng kéo với lại cua Đài Loan đồ của em nó về hàng mới nè cả nhà. Thì hôm nay thì em có thêm một cái loại nữa, đó chính là cái nắp phun xịt nè. Đó, cả nhà thấy ha. Thì cái loại này thì rẻ rề luôn cả nhà. Chỉ có 20.000 cái nha. Ai mua cây thì em gửi ship vô luôn cho ha. Với nếu mà ai mua ví dụ như thường thường 10 cây thì bên em sẽ tặng một có cả nhà. Bây giờ có chương trình tri ân khách hàng 5 cây em sẽ tặng nha. Em sẽ tặng cho chúng ta một cái giòi phun này ha. Giòi xịt này nè. Đó. Còn giá bán lẻ thì 20.000 một cái nha. Em sẽ bán chung với các cái loại kéo luôn nè cả nhà. Nếu ai có nhu cầu thì alo em nha. Đó, 20.000 cái. Còn nếu mà chúng ta mua 5 cây mai thì vẫn được tặng cái này nha. Rồi, bây giờ là một cái loại, thứ nhất là cái loại kéo tỉa nè cả nhà. Kéo tỉa bén như gươm luôn á. Nó hoạt động cái loại này xài cái mê luôn. Không chỉ những là xài không nhất thiết là phải xài vô cây kiển luôn cả nhà. Xài ở nhà cũng ngon nữa. Nói chung là nhìn nó bén đã lắm. Cái này nè, tỉa tùm lum, muốn tỉa gì tỉa nha. Ai muốn tỉa lông gà cũng được nha cả nhà. Đó, đây ha, hàng này bé như gom luôn. Rồi, giá thì có 80.000 cây thôi cả nhà. Rồi, thêm một cái nữa. Cái này là cái cưa Đài Loan nha. Đó, cái này bên nhà em thì tất cả đều cho thử hàng trước khi nhận nha cả nhà. Thử hàng trước khi nhận. Thì còn bên em còn mấy cái loại dao ghép cây nè. Rồi mấy cái loại cưa của Nhật. Rồi mấy cái loại cạp xéo rồi đó. Thì cái đó là bên anh của em. Nhưng mà em vẫn chốt đơn được nha cả nhà. Ví dụ em cũng có đăng ấy, khi nào mà chúng ta còn cái gì á thì cứ alo bên em, thì bên em và ngay chỗ anh em sẽ liên hệ lại với chúng ta ha. Đó, cây cưa Đài Loan này thì giá 140 một cây nha. Đó, cây cưa Đài Loan 140 một cây. Tất cả đều em đều cho test kiểm tra trước. Ví dụ như kiểm tra xong mà chúng ta thấy hài lòng mà mới thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện ha. Nói chung là bên em bán hàng rất là chất lượng nên cả nhà yên tâm nha. Đây là kéo tỉa ha, giá 80. Cái cua Đài Loan này thì giá 140. Rồi em có cái loại kéo nữa nè. Đây. Cái loại kéo này á là của Nhật nha. Cả nhà nhìn thấy Made in Japan nè. Đó. Tất cả đều cho kiểm tra hàng. Cái này bén rất là bén. Chúng ta cắt cây, cắt cái gì cũng được hết, muốn cắt gì cắt nha. Đó, đây, sửa kiển, sửa mai, sửa bonsai, sửa những cái cây cổ thụ, cây lớn thì đều ok hết nha. Made in Nhật Bản. Đó, Made in Japan nha cả nhà. Đây là hàng Nhật nha. Rồi cái kéo đỏ trắng này thì giá 160 nha cả nhà. 160 một cây. Đó, còn một cái loại nữa. Cái loại này xịn hơn tí là giá 190. Đó, đây nè. Cả nhà lưu ý giùm em nha. Một bên là đỏ trắng là 160, một bên là đỏ đen là 190 và kéo tỉa là 80.000. Đó, còn cái đầu phun xịt là 20.000 một cây. Một cái thì mua chung thì em gửi nha. Mấy cái hàng này em không có bao ship nha quý cô chú anh chị. Nói chung hàng này em lời meo lắm, là ít lắm, lời rất là ít, cho nên là cái tiền ship thì bên người mua thanh toán giúp em nha. Đây, cái hàng về cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn. Ai thích cái loại nào thì hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Thì bên em vừa có cung cấp mai nè, vừa có cung cấp thuốc nè, vừa có cung cấp luôn các cái dụng cụ để chỉnh sửa các cây kiển. Thì nó đầy đủ hết rồi cả nhà. Cho nên là nếu mình thích thì hãy vào đăng ký kênh em ha. Và hãy mua ủng hộ cho bên vườn mai nhà em nha. Bên em bán hàng thì tất cả đều đảm bảo uy tín chất lượng cả nhà. Ví dụ như về mai thì chúng em đảm bảo uy tín về mặt giống, mặt hoa. Cây rất là đảm bảo luôn ha. Đảm bảo luôn cả nhà. Rồi về cái hàng phân bón thì cũng đảm bảo luôn, bởi vì vườn mai của em xài rất là nhiều cho nên là cái hàng cái đó xài hiệu quả nên mới giới thiệu cho chúng ta, cũng rất là tự tin về cái sản phẩm đó luôn. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái hàng dụng cụ chỉnh sửa bonsai ha. Loại này thì em nhập từ Nhật Bản luôn, nói chung là nhập từ cái kho bển luôn cả nhà, cho nên là hàng bên em đảm bảo về chất lượng, lúc nào cũng cho chúng ta thử hàng trước khi nhận chứ không phải là không cho kiểm tra đâu. Cái này cho chúng ta thử hàng tại nhà luôn. Đó thì bên em có các cái loại như vậy, rồi có cái đầu phun của mình xịt nữa nè. Loại này á chúng ta xịt ha, nó có cái này thì nó sẽ bớt gió bay ra ngoài á cả nhà. Đó,
Loại này chỉ có 20.000 cái thôi. Ai cũng có mua mai hay gì đó thì cứ alo em gửi cho theo ha. Với lại còn nếu mua 5 cây thì em chỉ ân khách hàng tặng cho cái ha. Tặng cho chúng ta cái ha. Bên em thì cũng có thuốc bỏ trĩ nè, rồi thuốc trị nấm, rồi thuốc kích rễ, rồi thuốc vọt đọt. Nói chung là rất là ok, rất là nhiều loại ha. Rồi ai thích loại nào thì hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi vườn mai nhà em ạ. Hãy bấm cho em một like và đăng ký kênh nhé cả nhà. Xin chào tạm biệt.